chưa nghiên cứu mà dám phê phán là đây là Photoshop. Photoshop cái mã mẹ mày hay là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái mã mẹ mày hay là cái này là hình ảnh? Hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hay là hình ảnh gì? Cái này là cái gì? Đây nè. Đó. Mày nhìn đi, đây là mặt Chúa Giêsu, còn bên đây là mặt anh hùng chiến sĩ trận vong, mà bên đây là mặt Chúa Giêsu đậm hơn. À. Hình ảnh gì? Hay là hình ảnh cái mã mẹ mày, mày ngu quá rồi mình để cho mẹ Việt Nam mày chết luôn. Địt mẹ chúng mày, cái bọn Việt Nam ngu dốt. Đa số chúng mày ngu dốt. Địt mẹ chúng mày, bấy bao nhiêu năm nay chúng mày không phụ giúp Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại để làm việc cứu Việt Nam chúng ta, cũng như để phụ giúp làm việc cứu nguy nhân loại. Địt mẹ chúng mày, bọn Việt Nam ngu dốt, đa số chúng mày là bọn ngu dốt. Hầu hết người Việt Nam ở hải ngoại, cái bọn mà tị nạn cộng sản, địt mẹ chúng mày là bọn ngu dốt. Bởi vì chúng mày không chịu học hỏi về những phép lạ này để làm việc cứu nguy Việt Nam, giải tán thế giới cộng sản. Địt mẹ chúng mày, một bọn ngu dốt, không thể chấp nhận được. Rồi bây giờ nói đến cái bọn mà khốn kiếp cộng sản Việt Nam, địt mẹ chúng mày, cái bọn mà lãnh đạo, cái địt mẹ mày đây là tổ tiên Việt Nam mình chửi nha. Địt mẹ mày, cái thằng đủ mẹ, cái thằng Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà tổ tiên Việt Nam đủ mẹ mày thì mày khôn lắm. Còn cái này địt mẹ mày, mày bị quỷ nhập. Mày chắc ngày xưa chắc ông già mày chơi má mày, lúc đó là đang bị đủ mẹ quỷ sa đăng nó nhập á, something. Thành ra mày ngu quá. Thằng Nguyễn Phú Trọng á, với cái đám trung ương đảng cộng sản Việt Nam nè, địt mẹ chúng mày, cha mẹ mày bị quỷ sa tăng nhập hay sao vậy? Đủ rồi, đẻ ra chúng mày ngu quá. Giờ này mà chúng mày vẫn còn bố láo bố liếu tôn sùng chủ nghĩa cộng sản. Địt mẹ chúng mày là những đứa, những con, những thằng tham nhũng hối lộ kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt, bán đất bán dân bán biển, nghe không? Tụi bay biết mà mày đặt bố láo bố liếu. Chỉ có đảng mà số một, ô đảng tham nhũng hối lộ hung dữ ác độc ngu dốt, đúng không? Địt mẹ chúng mày, chúng mày không nghe lời ta dạy bảo, mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam do chính ta cùng đồng bào Việt Nam làm việc gấp, thì địt mẹ chúng mày, khi cơ trời chuyển sắp tới, những ngày tháng sắp tới rất gần đây, tháng năm rất gần đây có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì lúc đó người dân sẽ nổi dậy và sẽ xử tội chúng bay cả lũ từ trên xuống dưới. Địt mẹ chúng mày sẽ bị người dân xử tội nặng lắm các con ạ. Chưa hết đâu, sau khi chết linh hồn của chúng bay, địt mẹ chúng mày sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Đây nè, coi kỹ đi, địt mẹ nóng lắm. Rồi sau đó mặt mày của chúng bay, địt mẹ nó biến thành quỷ sa tăng xấu quắc à. Địt mẹ chúng mày, cái bọn mà cộng sản, từ thằng Nguyễn Phú Trọng cho đến trung ương đảng cộng sản chúng bay, rồi từ những cái thằng mà công an hung dữ ác độc, rồi những cái thằng quỷ quyện quỷ, cái con giống đéo gì đó, chúng mày sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, rồi mặt mày chúng bay sẽ biến thành quỷ sa tăng như vậy. Bởi vì chúng bay sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng sau khi chúng bay chết, thì khổ chết mẹ con ơi, khổ lắm các con ơi. Địt mẹ chúng mày tưởng là chúng mày muốn làm gì làm hả? Địt mẹ chúng mày, chưa hết nha, chúng mày còn âm mưu mướn cái bọn Việt Giang ở đây theo phá hoại, làm phiền việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Địt mẹ chúng mày âm mưu vu khống mạ lị, âm mưu gài những người u mê vu khống mạ lị, cũng như làm gây rối, gây làm phiền việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam. Địt mẹ chúng mày làm phiền Minh Vương Việt Nam. Địt mẹ chúng mày làm phiền Y sư Thánh Giống. Địt mẹ chúng mày lo mau mắn ăn năn sám hối gấp, bởi vì thần chết ở cõi siêu nhiên sẽ đến bắt chúng bay và bắt gia đình con cái chúng bay bất cứ lúc nào, nghe không? Vì thế lo mà sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội, tức là chấm dứt những âm mưu làm phiền Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại, cũng như chấm dứt những âm mưu làm phiền Minh Vương Việt Nam là người đang nói chuyện đây.
đi mẹ chúng mày. Rồi bây giờ còn cái đám mẹ, cái đám Hà Bá, Nguyễn Tấn Dũng, địt mẹ mày, cái đám quay đụng mày hối lộ bao nhiêu rồi, tụi mày cũng đâu thua gì cái đám Nguyễn Phú Trọng bây giờ đâu, thậm chí chúng mày chắc tiền nhiều hơn, chắc tiền tụi mẹ cái đám Nguyễn Tấn Dũng này tiền nó nhiều hơn, chắc nhiều hơn, tại vì nó nắm vai thủ tướng cũng cả chục năm rồi phải không, thì địt mẹ nó giàu lắm. Mày bao nhiêu trăm tỷ, cái đám Nguyễn Tấn Dũng tụi bay chuyển ra nước ngoài bao nhiêu trăm tỷ, địt mẹ chúng mày, tội ác chúng mày cũng đâu có thua gì cái đám Nguyễn Phú Trọng, cái trung ương đảng cộng sản Việt Nam bây giờ, đúng không? Chúng mày lo mà lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội. Người ta nói cho thằng Nguyễn Tấn Dũng, cái đám lâu la của tụi bay nè, và ta nói cho cái đám Nguyễn Phú Trọng và cái đám lâu la của tụi bay, và đương nhiên nói luôn cho bọn Trung Cộng, mày tôi thằng Nguyễn Phú Trọng nói cho bọn Trung Cộng nó biết luôn, địt mẹ chúng mày. Chúng mày không lo ăn năn sám hối gấp thì khi cơ trời chuyển, người dân sẽ nổi dậy xử tử hình chúng bay cả lũ. Một là chúng bay đầu hàng vô điều kiện. Còn hai nữa là khi động đất tsunami, cơ trời chuyển mà, nước biển dâng tới mây, lúc đó người dân bản xứ sẽ nổi dậy và xử tử hình chúng bay. Đa số chúng bay, những kẻ cà giàu có quyền thế hung dữ ác độc, độc tài mấy lâu nay sẽ bị người dân bản xứ ở tại đất nước chúng bay, ở tại đất nước chúng bay đó, sẽ xử tử hình chúng bay. Đây là hình ảnh nói về động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, và trong đây là bọn Trung Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất. Khi sự việc này xảy ra thì người dân ở tại Trung Cộng sẽ nổi dậy xử tử hình hầu hết những thằng cộng sản hung dữ ác độc độc tài bấy lâu nay, và đương nhiên cái bọn giàu có hung dữ ích kỷ kiêu ngạo bấy lâu nay ở khắp quả địa cầu sẽ vô cùng khốn khổ trong cuộc sống, bởi vì chúng nó chưa sống quen với đời sống bình thường. Địt mẹ nó, chúng nó sống đời sống xe xua quyền thế, xe so bề ngoài quen rồi. Khi mà cơ trời chuyển, động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, thì lúc đó thế giới này sẽ rúng động, kêu bằng đói khát này kia được các cái. Thì địt mẹ nó, cái đám mà giàu có quyền thế hung dữ ác độc á, kêu bằng điêu hoa đầu cơ tích trữ là khổ lắm. Từ cái việc mà bị người dân bản xứ xử tội cho đến cái việc mà sống chưa có thể gia nhập được với đời sống bình thường đó, thì địt mẹ nó đã khổ rồi. Địt mẹ chúng nó, cái đám mà giàu có với quyền thế trên thế giới này đó, chúng nó đã xây biết bao nhiêu công sự ở dưới chân núi, ở dưới lòng đất để mà chuẩn bị cho chiến tranh bom nguyên tử nổ, để mà giết chết hầu hết nhân loại. Chúng nó chỉ chừa một thiểu số giàu có hung dữ ích kỷ kiêu ngạo của chúng nó sống ở dưới hầm đó, thời gian rồi trồi lên để mà chiếm quả địa cầu, rồi sống kêu bằng theo lối suy nghĩ của chúng nó là sống nhàn hạ, tại vì lúc đó là đa số nhân loại chết hết bởi vì bom nguyên tử nổ, do chúng nó muốn như thế. Thế nhưng địt mẹ chúng nó, Thượng Đế không có để sự việc này xảy ra, bởi vì Thượng Đế không bao giờ để cho cái những một thiểu số mà giàu có quyền thế hung dữ ác độc kiêu ngạo tạo chiến tranh nguyên tử cho nổ banh, rồi cho hầu hết nhân loại chết. Đâu có, Thượng Đế sẽ không để sự việc xảy ra. Và bởi vì Thượng Đế là đứng rất là kiên nhẫn, hiền hòa và quyền thế, Ngài sẽ xử công bình đối với những người mà sống cần cù đổ mồ hôi sót con mắt vì công bình bác ái thiện lành nhân bản. Người ta làm việc kêu bằng rất là siêng năng khổ cực, người ta chỉ ước ao có đủ số lương để mà lo cho gia đình con cái người ta thôi. Tuyển thế mà đóng cho tụi bay chết mẹ luôn. Địt mẹ chúng mày tạo chiến tranh ra để mà lấy công quỹ quốc gia của mỗi quốc gia để làm vũ khí, rồi buôn bán, rồi chia chác đồng tiền với nhau, tham nhũng anh đời thế bồ này kia, cái địt mẹ chúng mày. Những việc làm của chúng bay gây chiến tranh để làm giàu thì địt mẹ đó, ai lại không biết, cái người ngu nhất trên đời cũng biết. Xin lỗi, huống chi mà thế giới thiên loại, thế thiên loại biết tất cả những sự việc gì chúng bay làm. Địt mẹ chúng mày, mẹ Ngài biết tất cả, Thượng Đế biết tất cả. Thế thì địt mẹ cái đám Nguyễn Tấn Dũng mày chuyển ra nước ngoài bao nhiêu mày, rồi địt mẹ cái thằng Nguyễn Phú Trọng Trung Cộng nó đút tiền cho vợ con mày bao nhiêu.
À, rồi cái đám cái trung ương đảng cộng sản gì đó, từ cái tỉnh quỹ rồi huyện quỹ rồi huyện đắc gì đó, công an công đéo gì chúng bay đó, địt mẹ chúng mày lo mà sám hối gấp, bởi vì cơ trời chuyển và chúng bay sẽ bị xử tội nặng nề, nhớ không? Nếu mà chúng bay không ăn năn sám hối kịp thời, địt mẹ chúng mày nghe lời ta dạy bảo, bằng ngược lại chúng bay sẽ khổ lắm các con ơi, khổ đời này rồi khổ đời sau nữa. Là bởi vì nếu chúng bay không nghe lời ta dạy bảo thì chúng bay sẽ bị người dân xử tử hình chúng bay nhiều lắm, ở tại bản xứ, ở tại đất nước chúng bay ở Trung Cộng, còn Việt Nam thì cũng sẽ bị cái bọn cộng sản sẽ bị người dân xử tội, cũng giống như ở Trung Cộng xử mấy thằng Trung Cộng vậy đó, mấy cầm đầu Trung Cộng. Chưa hết đâu, mẹ chúng mày, thằng tụi Việt Nam, cộng sản Việt Nam, mẹ sau khi chết mày, linh hồn mày sẽ bị nhốt chung với cái thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Địt mẹ chúng mày nó đập chúng mày hàng ngày, nó bút đập chúng mày và nó bắt chúng mày miệng thành lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch, mẹ dập đầu cúi đầu dạ thưa chủ tịch, chết mẹ luôn. Thằng Hồ Chí Minh nó dữ lắm. Trời đã cho ta gặp linh hồn nó rồi, lâu rồi. Ta nhớ không lầm là năm 80 85, hình như là khoảng năm 85. Khoảng năm 85 cuối năm khoảng năm 84 85 vậy đó, thượng đế cho ta gặp ác hồn của nó, địt mẹ cái thằng này nó dữ lắm, hầu như mình nó dữ lắm á, Nguyễn Tất Thanh á, nó gặp ta rồi nó nói ông Giống ơi, làm ơn đừng đến gần tôi, đến gần tôi đau quá. Tại lúc đó khi mà gặp ta thì cái hiện tượng thánh giá trên trán ta hiện ra, nó nhìn ta nó sợ, nó té lăn cù lại, nó ông Giống ơi đừng đến gần tôi đau quá ông Giống. Sau đó là nó nói ông Giống ơi, ông làm ơn nhắn cho đàn em của tôi, cái bọn cộng sản Việt Nam á, mau mắn nghe lời ông dạy bảo, bằng ngược lại thì sau này lúc tụi nó chết, linh hồn của chúng nó sẽ bị nhốt chung với tôi, thì tôi là Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành sẽ đánh đập nó, bỏ mẹ nó luôn, tôi đánh đập nó hàng ngày và tôi bắt chúng nó phải dập đầu cúi đầu, miệng thì lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch, bởi vì tôi là chủ tịch của tụi nó. Địt mẹ thằng Hồ Chí Minh nó nói như thế, nó van xin ta, nó nhắn nhủ ta, nó van xin ta, nhắn nhủ cho chúng bay, dạy chúng bay là như thế. Thế thì địt mẹ chúng mày có nghe lời hay không đâu, quyền chúng bay, đúng không? Quyền tự do mà, tự do chọn lựa. Sau này khi mà chết rồi không trách móc lại tại ông Giống, ông không nói cho tôi biết. Địt mẹ chúng mày, ta đã nói bao nhiêu năm rồi, từ đài truyền hình truyền thông thì cái đó cái này ta nhắc nhở chúng mày nhiều năm nhiều lần lắm rồi, địt mẹ chúng mày chết có đủ đó các con ơi, đéo có thằng nào con nào chạy khỏi lưới của trời, nhớ không? Rồi bây giờ những người mà lãnh đạo các tôn giáo làm lành lãnh dữ, nhất là hội đồng giám mục ở Việt Nam bây giờ nè, lên trang website facegodjesuschrist.com, copy hình ảnh này, hình ảnh của mặt Chúa Giêsu nè, kêu giáo dân copy rồi phân phát cho nhau, rồi ôm hình ảnh này xuống đường cầu nguyện, thì thế giới cộng sản Việt Nam sẽ tan rã thôi, cái đéo có gì phải bằng nặng nhọc cả. Đây là tổ tiên Việt Nam mình nói chứ không phải là tôi nói, tôi nói là bắt lỗi tôi. Tổ tiên Việt Nam mình nói là copy những hình ảnh này. Đây nè, chỉ thôi, chỉ hoài đây nè. Đây là hình ảnh của mặt, có biên ảnh mặt Chúa Giêsu nè. Đó rồi, đây nè. Đó. Bởi vì hình ảnh này có phép lạ đi chung. Và có biên hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Văn phía bên đây nè. Còn đây mặt Chúa Giêsu, mặt Chúa Giêsu. Copy những hình ảnh này, ôm hình ảnh này xuống đường cầu nguyện, thì thế giới cộng sản sẽ tan rã, bọn Tàu Cộng sẽ chạy về Tàu. Và nếu đứa nào lén phén lộn xộn, khi mà cái bọn nào lén phén lộn xộn muốn ám hại chúng ta, khi mà chúng ta ôm những hình ảnh này cầu nguyện, thì những cái đó sẽ bị thế giới siêu nhiên tiêu diệt chúng nó và tiêu diệt gia đình chúng nó luôn đó. Và nếu cần thì Thượng Đế sẽ tỏ ra những phép lạ vĩ đại hiện ra trên mây để cho chúng nó khiếp sợ mà đầu hàng vô điều kiện. Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn chấp hành gấp. Tôi nói rất rõ ràng, tôi dùng chữ rất rõ ràng nha. Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn chấp hành gấp. Đây là sấm lệnh Cha Trời Giêsu bảo tôi nhắc nhở cho Hội đồng Giám mục Việt Nam hãy chấp hành gấp.
copy hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu, kêu đồng bào copy hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu và hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trận Vong. Thank you.
Quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè. Con cổ nè. Cái đầu nè. Con cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Wow. Wow, cái rồng không? Con rồng không? Điện. Quá đẹp luôn, wow, đầu rồng nè, thấy ông rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè,
mình nè, lui kìa. Wow. Đẹp quá. My goodness. So beautiful. Wow.
nè, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè, con cổ nè. Cái đầu nè, con cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá. Đông quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, đó, rồi đuôi kìa. Wow. Đứa nào đã nhận tiền của Tàu Cộng bằng cách là tụi nó đã đút lót cho vợ chồng con chúng bay ngõ sao tiêu lòn để chúng bay làm việc theo ý của chúng nó. Bọn Tàu Cộng hung dữ ác độc. Bọn Cộng sản Việt Nam chúng bay cần biết là sẽ có động đất tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây ở khu vực này. Đây là Nga Xô, Tàu Cộng, Bắc Hàn và phía này là Nhật Bản. Đặc biệt, đất nước Tàu Cộng, Bắc Hàn sẽ bị chìm xuống biển nước và một phần đất Nga Xô cũng thế. Khi sự việc này xảy ra thì người dân bản xứ ở tại Trung Cộng, ở Bắc Hàn và ở Nga Xô họ sẽ nổi dậy và họ sẽ bầm bọn Cộng sản hung dữ, ác độc, độc tài bấy lâu nay. Và khi sự việc này xảy ra thì bọn Cộng sản chúng bay ở tại Việt Nam cũng sẽ bị người dân bản xứ chính ở tại Việt Nam sẽ nổi dậy và sẽ bầm chúng bay ra. Ta cảnh báo cho chúng bay để chúng bay còn có cơ hội lập công chuộc tội. Vì thế chúng mày hãy mau mắn nghe lời ta dạy bảo là tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta làm việc cùng đồng bào gấp. Thì may ra ta có thể nan nỉ đồng bào tha thứ tội ác của chúng mày bấy lâu nay. Và đây là hình ảnh ta làm đậm hơn để cho chúng mày học hỏi và xem xét. Kỳ bầu cử kỳ này, bọn nào, đứa nào thân Trung Cộng thì chúng bay chắc chắn sẽ bị người dân sẽ nổi dậy và xử tử hình chúng bay khi động đất tsunami xảy ra. Và động đất tsunami sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây. Và đương nhiên sau khi chết chúng bay sẽ bị nhốt chung với ác hồn Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Khi mà động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, đây là hình ảnh rất rõ ràng, đã cảnh báo trước. Lúc đó, Tàu Cộng 1/3, đất Tàu Cộng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và lúc đó là lúc thế giới Cộng sản sẽ bị tiêu diệt ở khắp mọi